Nội dung của chế độ an toàn và vệ sinh lao động thì nó bao gồm trước hết chính là các cái tiêu chuẩn và sau đó là các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động. Tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động thì được nhà nước thống nhất quy định và tiêu chuẩn. Thì có hai loại tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn cấp nhà nước và tiêu chuẩn cấp ngành. Tiêu chuẩn cấp nhà nước đó là cái tiêu chuẩn bắt buộc thi hành cho nhiều ngành nghề trong phạm vi cả nước. Thì những tiêu chuẩn này sẽ do chính phủ hoặc là những cơ quan mà chính phủ chỉ định ban hành. Đối với tiêu chuẩn cấp ngành thì là cái tiêu chuẩn do những cái cơ quan quản lý cấp ngành ban hành phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà nước và có cái ý nghĩa bắt buộc thi hành trong phạm vi ngành nghề đó. Dựa trên những cái tiêu chuẩn này thì các cái doanh nghiệp sẽ xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn sao cho phù hợp với cái đơn vị của mình. Các biện pháp cụ thể để có thể bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động thì chúng ta thấy rằng là có các biện pháp sau đây. Thứ nhất là trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, tức là những cái dụng cụ phương tiện mà trong quá trình lao động người lao động phải được trang bị miễn phí để ngăn ngừa tai nạn lao động và bảo vệ nghề nghiệp. Biện pháp khám sức khỏe. Thì chúng ta thấy người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi tuyển dụng, cũng như là phải bố trí cái công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động. Ngoài ra thì định kỳ người sử dụng lao động phải tổ chức cái việc khám sức khỏe cho người lao động. Người lao động sẽ được điều trị chu đáo khi bị tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp. Người lao động trước khi nhận công việc cũng như là định kỳ trong cái quá trình làm việc thì phải được huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Họ sẽ chịu sự kiểm tra trong suốt cái quá trình lao động về các cái chế độ này. Người lao động còn được bồi dưỡng bằng những cái hiện vật khi làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. Thì chúng ta thấy rằng là những cái hiện vật dùng để bồi dưỡng chẳng hạn như là các cái thực phẩm, hoa quả, nước giải khát để góp phần phục hồi sức khỏe và tăng sức đề kháng của cơ thể người lao động. Ngoài ra thì còn có thêm những cái biện pháp khác cũng góp phần trong cái việc bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động. Chẳng hạn như là quy định về thời giờ làm việc hợp lý, người lao động có quyền từ chối làm việc cũng như rời khỏi nơi làm việc khi thấy có các cái nguy cơ xuất hiện. Doanh nghiệp thì phải có những cái phương án dự phòng để xử lý các cái sự cố cũng như là phải có cái phương án tổ chức việc cấp cứu cho người lao động hoặc là biện pháp vệ sinh sau khi làm việc. Thì tất cả những cái biện pháp đó đều góp phần để mà bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động.